Con gái đi lấy chồng xa, check camera nhìn bố thì thấy cảnh đau lòng. Bố, người đàn ông thường ngày mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu lòng mà giấu đi những giọt nước mắt. Và ông bố trong đoạn clip này cũng vậy. Được biết, con gái lấy chồng xa, mẹ không may nên đã ra đi mãi mãi, chỉ còn bố ở lại trong căn nhà vắng. Cô gái chia sẻ rằng, bố ngồi ăn cơm một mình rồi cứ ngước lên nhìn ảnh mẹ, rồi sau đó lau vội giọt nước mắt vì không muốn ai nhìn thấy. Có lần bố say rồi khóc và hỏi mãi, tại sao bà ấy không về thăm tôi, khiến ai nghe cũng như muốn đứt từng đoạn ruột. Chỉ thế thôi cũng đủ để thấy rằng người đàn ông ấy thương nhớ vợ, sống tình cảm đến nhường nào. Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, rảnh rỗi nên vào camera xem thử bố làm gì ở nhà, thì lại vô tình thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Bố vẫn một mình ngồi ăn trong căn nhà vắng, chẳng phải tivi hay điện thoại, mà thứ bố nhìn chăm chăm chính là chiếc ảnh của mẹ treo ở trên tường. Có lẽ ai cũng mong được ở gần bố mẹ khi về già, thế nhưng việc lấy chồng xa là duyên trời định, nên chẳng ai có thể nói trước. Để đến một khi nhìn bố mẹ qua chiếc camera, qua màn hình điện thoại mà chỉ biết bật khóc, giống như cô con gái trong đoạn clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.